MLS Anh Dương xin kính chào quý cô chú, quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLS Bình Dương. Mấy anh gõ MLS Bình Dương nha. Dạ. Thì bây giờ MLS Bình Dương sẽ quay cho tất cả các cô chú, các anh chị xem một cái đám tang rất là lớn luôn. Thì đám tang rất là lớn ở Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Thì nó có những gì thì MLS Bình Dương sẽ ghi hình lại cho tất cả các cô chú các anh chị xem ha. Thì nó bao gồm là trống, kèn, ngựa, nói chung là rất là nhiều cái thủ tục đó. Thì hôm nay MLS Bình Dương đi ghi hình tại một khu cầu Nam Chủ Linh thì phát hiện có một cái đám tang lớn ha. Thì lần trước MLS cũng đã ghi hình rồi, cũng có một cái đám tang đó, thì bây giờ cũng tiếp tục ghi hình cho tất cả các cô chú các anh chị xem đó. Đứng từ xa thì như các cô chú các chị thấy á, thì phải nói là một cái đoàn tang rất là lớn luôn. Dẫn đầu đó chính là cái đội trống rất là lớn luôn, được một cái chiếc xe màu trắng kéo một cái anh ngồi phía sau chỉ việc là đánh trống thôi đó. Và phía sau nữa là có hai cái chú ngựa, hai chú ngựa đi sau cái anh trống này ha. Và cái tiếng trống rất là lớn luôn, trong rất là lớn ha. Đây là đồng chí Phạm Văn Nhường, huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Nguyên là tỉnh ủy viên tỉnh Sông Bé. Tỉnh Sông Bé là ngày xưa, tức là thời mà chưa tách ra giữa tỉnh Bình Dương và Bình Phước đó.
Rồi thì bây giờ 15 mét Bình Dương sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả các cô chú các chị xem ha. Hiện tại thì đội càng trống đã lên một chiếc xe thì đi. Rồi thì bây giờ 15 mét Bình Dương sẽ tiếp tục đi theo cái đoàn sang để ghi hình cho tất cả các cô chú các chị xem ha. Anh này đẹp trai quá, đẹp trai quá. Cái trống bự quá. Ủa, cô đi đó mà. Bình Dương xin kính chào quý cô chú, quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15 mét Bình Dương. Chúc cho tất cả các cô chú, các anh chị đang xem trên kênh 15 mét Bình Dương thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thì hiện tại là 15 mét Bình Dương đang ghi hình của một cái đám tang rất là lớn luôn. Đây là của đồng chí hay mình đọc trên xe đó chính là vô cùng đồng chí Phạm Văn Nhường, quy hiệu là 75 năm tuổi đảng, nguyên tỉnh ủy viên tỉnh Sông Bé. We'll be right back.
15m Bình Dương. Xin kính chào quý cô chú, quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương. Thì hôm nay là ngày thứ tư, là ngày 12 tháng 4 năm 2023. Thì bây giờ là 9:52 thứ tư ngày 12 tháng 4 ha. Thì tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương có một cái đám tang rất là lớn luôn. Sự hỗ trợ của đội xe sống của Hoa Viên Nghĩa Trang. Thì mình làm bếp từng cũng ghi hình cho tất cả các anh chị đang xem trên kênh YouTube của mình làm bếp Bình Dương xem một cái đám tang lớn tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương như thế nào, cũng như là ghi hình lại những khi mà gia đình của người thân người có người đã mất thì cũng xem được ha. Nói chung là mình ghi hình lại giúp thôi. Thank you.
5m Bình Dương. Xin kính chào quý cô chú, quý anh chị, các em trên kênh của Bình Dương. Thì mình vui và hạnh phúc. Đến đây thì 15m Bình Dương xin khép lại video này. Nếu mà các cô chú các anh chị xem video thấy hay thì hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.